mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Chúc tôi mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe giàu năng. Tấn Thái. Đó. Hôm nay hai anh em thi ăn cái đầu bò ha. Đó. Mà cái đầu bò này thì nó hơi bị khủng. Đầu bò này mình mua hơn 20 kg mà mua đây cũng người quen, người ta nói là đầu bò nghé. Mình thấy không có sừng. Nhưng mà nấu từ hồi sáng sớm tới giờ. Cái thịt thì nó muốn gã luôn đây, cái thịt này. Thịt muốn gã luôn, bông cái răng này muốn gã luôn. Mà nó da nó coi như ăn được thôi. Nhưng mà nó cũng chưa được mềm lắm. Đây mình sắp ra cho hai bên. Một cái mũi. Cái đầu này nó dài, nó bự quá, mình chặt nó ra 3 độ luôn. Một độ. Độ là độ 2 nè. Hai cái bên hai đôi vai. Cái này khúc con mắt rồi. Mắt thì mình lộ bó mắt đây mà. Đây, chính sách YouTube không cho phép. Đây, thì cũng con mắt nè. Đó. Đây, cái mũi. Đây, cũng có cái mũi. Quá sức cái đầu bò. Đây, cái hàm. Đây, có một cái hàm. Hàm mình chặt làm đôi. Hai cái hàm. Cái lỗ tai. Ngón bàn cái lỗ tai. Rồi mình căng coi. Mình nghĩ giấc cũng có trên lệch chút đỉnh. Tổng do là mình chặt nó không có bự có nhỏ. Quá căng. Không có đâu. Mình nấu rồi nó không có. Ồ hút căng. Hút căng. Rồi có người. Cho cô nhảy là được. 5 ký mốt. Lên xui làm đại luôn đi. Từ từ từ. Rồi không bằng em. 5 ký mốt. Nó cũng hút luôn rồi. À cái này chưa. Vậy là mình phải lấy cục nhỏ bỏ cục bự. Từ từ gấp. Cái này không gấp được. Rồi hai em cho nó căng với nhau một chút. Bây giờ vậy đi. Cái cục này, thêm cục này, thêm cái mũi đi. Thêm cái hàm. 5 ký mốt rồi vậy là nó yếu rồi. Vậy là cái này phải cắt làm đôi. Cho mọi cái đó. Cái này xương thì dính cục thịt, này thịt không, trừ qua trừ lại là hợp lý đó. 4.8 kg. Đây cái này khoảng 5 ký là vừa. Rồi, vậy đi. Với ông đại đứa này đang mua cục xương. Cục xương này cho tấm đi. Rồi thái thịt thế đấy. Rồi, ok là nha. Bây giờ là nói với hai anh em cái này ăn, tại vì chung là cái này là lỗi tại mình, tại mình tin anh em tin thì nó là mua bò này lúc mới vô dây bò còn nóng thì cứ ăn, khi dây bò nguội chút nữa nó dẻ lại mình nó thấy dây, lúc đó hai anh em lặn bỏ ra ha, số lượng này cũng rất là nhiều đó. Tới đây đấy, khi nào hai anh em ăn hết nổi mỗi miệng gì đó không gì không ha. Tại vì cái này mình không bắt buộc phải ăn hết, lý do là cái da này dài quá, ngay lâu quá, mở miệng. Dạ. Hai anh em đồng ý không? Dạ. Đợi đồng hồ để em chứng thôi. Dạ. Mình đầu thắng thì được 2 triệu. À, xong đại diện hai anh em tổng lời cô bác, anh chị các bạn dùng thịt bò với hai anh em mình. Dạ, xin mời. Xin mời đi. 1, 2, 3. Khi nào mà cảm giác nguội là hai anh em cũng lặn bỏ cái lớp da, tại đầu bò mà mình ăn không ăn da thì nó không đúng, mà người hương bị suy rồi. Còn anh em mà ăn nhanh hơn là người thắng thôi, mà lúc lặn da là phải lặn hết thịt nha, cho nó công bằng nha. Rồi mình kiểm tra lại đó. Cái đầu bò mình mua 20 kg mà mình luộc với lại xương này kia, cái dâm xương này xương kia các thứ, với lại bỏ phần lưỡi còn luộc rồi còn 10 kg. Một hồi là nãy mình quên dặn hai năm nữa, một hồi là cái số da là mình căng lại á, người nào da còn ít hơn người thắng á. Cũng gắng ra
chứ để ai cũng bỏ ra hết rồi số lượng thịt không còn nhiêu. Cái thịt thì muốn gã luôn rồi, hỏi mình luộc vào cái da mềm nào thịt chắc nó thành cháo à. Thank you.
Thank you.
hai anh em ăn quá sức ăn luôn, chưa thấy giật gì. Quá trời nhiều. Ừ. Không thấy giật. Bây giờ mình nói cho hai anh em cái này, tất cả cái dàn xương loại cái đi, để hồi mà cuối cùng mà hai anh em có lỡ có bỏ miệng mình cũng dễ xử ha. Ăn cứ loại bỏ toàn bộ dàn xương cái đi. Tại nãy mình cân vậy là nó hai anh em bằng nhau đó, tại vì bên nãy có dĩa xương, có cục xương, bên dĩa có cục thịt, trên là 200g thì nó cũng bằng nhau đó. Giờ ăn loại bỏ hết toàn bộ phần xương cái đi, sau này lỡ lát rồi mỗi miệng thì mình cũng tính xử cũng dễ, tại cái da nó cũng còn hơi chưa được mềm lắm. Bò luộc nó mềm tới mà gỡ xương ra không còn dính miếng thịt, là biết mềm cỡ nào. Cái da nó quá lố cái da đó. Cái này để đây chút xíu đi. Tiệm à. Giờ gỡ ra là thử không ăn kịp thu bên bà bạn. Ừ, đúng rồi. Cái thủ ăn được. Ừ, đúng rồi. Rồi nên lấy cái tay đọc. Cái gân mà nó bung mềm luôn. Thịt mềm gục luôn, nhão nhão tại da nó quá lố da. Bò nó đầu bò mà luộc cứ gỡ không còn miếng thịt, xương ra xương, thịt ra thịt, con này còn chút gân. Này cũng là hồi xử nó chút xíu này hết đó. Để em lấy vô
này nó cũng hay, già cũng hết rồi. Rồi xích sơ nó lại em. Còn dính xích sơ vô này nè. Dọn sơ sơ rồi thôi, cái cục xương đó là không thể nào cạo hết được, chứ là cục xương của tôi còn cục đó dọn sơ sơ rồi. Ừ. Mình cái cục đó là buộc phải dính miếng răng rồi chút xíu, dọn sơ sơ lại rồi để bỏ nhiều quá tội. Thank you.
Hợp giá mà khi nào mở điện quá thì ngưng cũng được nha hai bạn. Cái này mình biết là cái da nó nguội rồi nó dẻ lại.
em ngưng anh sang đây. Ok, thôi ngưng em. Chờ đối thủ em chút xíu. Cái bò này dai quá thì ăn lát thì cũng mỗi miệng thôi. Mình biết cái da dắt này nó nguội, mới đầu nóng còn ăn được, nó nguội nó dẻ lại. Mà hôm nay mình không để ý hai bạn tự gót hai ca nước, đúng không? Hai bạn tự gót hai ca nước mình không để ý, mà khi vô quay rồi thấy hai bạn uống hai bạn này chơi ăn gian với mình. Thường là mình trận đấu mỗi người ly, hai bạn hôm nay hai bạn gót hai người ca thôi, lâu lâu cũng xí xóa luôn. Dùng chắc chưa tấn ly đâu. Tấn ly để 5 ca tấn uống hết nữa. Có nước là đưa nước. Đúng rồi, không ngưng là ngưng, không ăn lại được rồi. Một khi quyết định mình ngưng thì mình suy nghĩ cho kỹ. Đúng rồi, suy nghĩ trước khi ngưng mình phải suy nghĩ cho kỹ. Thèm cái gì nhìn nó hoài lắm. Nãy nó dọn lên nó thấy nó mở miệng bây giờ xong thấy giờ nó thèm rồi. Muốn ăn nữa không? Muốn ăn nữa. Rồi lỡ kêu lên rồi. Thái cũng rất cố gắng, mình nghĩ Thái cũng rất mở miệng nhưng mà rất cố gắng. Có rất ngon, hai bạn không thấy số lượng của đối phương đâu. Thấy cho em nhìn ngay coi anh ăn chưa. Anh ăn em này thôi, anh ngân luôn đi. Cái này dụ mà tôi cháo tôi hút tưới mình còn dễ biết, hồi này không biết đâu. Rồi lấy xương lấy dụng nữa lấy ra đi để nặng ký. Bỏ xương em. Nó mục luôn, mà cái xương nhỏ xương dâm nhiều quá. Tôi chặt búa gọi là bự lắm, búa ngoài sáng chặt mẻ búa luôn. Quá mỏi à? Mỏi hả? Em cục này hấp luôn, khi nào hết trong người mới căng được. Anh Thái cũng thắng rồi. Tại vì em nghe nãy giờ anh Thái ăn nãy giờ. Ừ. Để chờ Thái hết cho mình đi rồi mới coi. Nghe hết đi em. Nghe hết đi. Mình cũng bị gầy, ví dụ mà mình trước khi căng anh em coi cho mình á, cũng nhiều lần rồi đó. Cho sạch miệng luôn mấy. Đúng rồi. Mình cũng bị gầy hoài vô này. Ok, bỏ lên tiếp.
rồi cứ tư giác rồi thái bắt đầu thái chứ bà thái ở thằng đứng nãy giờ ngồi ăn hai người quà luôn tính chơi hết rồi Linh đó là nãy giờ tính ăn hai đêm quà ăn 100 gram nãy giờ ngồi ăn là hơn 100 gram à. Ok, phần thưởng ở đây đấy. Tiếp rồi. Bắt nãy cho em tính 2 triệu cà phê. Dạ, đúng rồi. Mình cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mình. Mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe. Dạ, xin chào, hẹn gặp lại.